Kính thưa quý thầy cô, các bạn, các phụ huynh, bên cha mẹ học sinh và đặc biệt là tất cả các bạn học sinh trên đường thiên liên thân mến. Trong năm 2016 năm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lớp 7A4 sẽ được mô phỏng lại một cuộc chiến được coi là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống nhà ngoại xâm dân tộc, được diễn ra vào năm 1976 và kết thúc năm 1977. Các bạn có biết đây là cuộc chiến nào không ạ? Quân giặc xâm lược Tống năm 1976 và kết thúc năm 1977 do Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy. Và bây giờ xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Theo tin mật báo thì quân Tống sẽ tấn công chúng ta qua hai đường thủy bộ là ở đây. Vậy theo ý có chính sách gì chưa? Theo ta thì lần này chúng ta sẽ tận dụng lợi thế sinh nhật để đánh bại quân Tống. Chúng ta sẽ đặt một phía ở sau quân Nguyệt và có một đoàn quân chặn quân bộ của chúng đó, còn để hai đoàn quân thủy bộ của chúng ta. Thái úy đã chiến bại. Cái sách của thái úy phải là tuyệt diệu, chúng tôi sẽ cho người đi chỗ hiện nay. Ladies and gentlemen, boys and girls, mammals, dogs, cats, chickens, dogs, and other animals. Hôm nay em xin giới thiệu bên trái của em với cân nặng 58 kg. Chỉ huy cân tống đó là tướng Quách Quy. Bên phải em ạ. Vâng, với cân nặng là 45 đúng không? Chính xác là 45. Chỉ huy quân Đại Việt anh Thái úy Lý Thường Kiệt. Nhà ngươi gọi cái đó là mũ sắt à? Lính đâu? Mai mũ sắt kia ra được à? Nồi cơm điện thôi mà còn nói rằng ở nước bọn ta không gọi cái này là nồi cơm điện, bọn ta gọi là nón bảo hiểm. Alo.
chưa gì nữa. Cái thằng nào kì kia nó to, nói to quá tao không nghe thấy gì á. Để tí nữa tao gọi lại. Alo, tình hình quân sự sao rồi? Sửa, chạy nó sửa. Ủa thì hả? À, đi rồi, chết cắp đi qua thằng anh định. Có gì gì nữa. Cái thằng gì á, nó xảo hơn mà đóng tiếng Trung Quốc vô tai tao đâu nghe đâu không hiểu gì hết. Có vậy đâu kêu nói kêu đổ quê. Thôi rồi, 5 phút đi vậy ra. Rút luôn. Mệt quá. Trong chương trình hôm nay, ban tổ chức sưu tầm cho học sinh chúng ta một đoạn video clip về lực lượng quân đội nhân dân.
mời các bạn hướng các màn hình để xem đoạn chương trình.